cuộc sống là một chuỗi những khởi đầu và kết thúc, của những công việc không bao giờ hoàn thành, của những vấn đề mới, và dĩ nhiên cũng của những sự nản lòng mới. Nhưng may mắn là mỗi ngày chúng ta đều có một bình minh mới. Thiên nhiên cho chúng ta được nghỉ ngơi dưỡng sức bằng giấc ngủ và tái tạo năng lực cho một ngày mới. Chu kỳ của thiên nhiên cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể luôn luôn bắt đầu lại. Chúng ta có được một cơ may khác là chúng ta không gắn chặt với quá khứ. Chúng ta biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, khi mây mù biến đi thì ánh sáng mặt trời lại tỏa lan. Thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng quả là kỳ diệu. Nó luôn luôn chứa đầy ánh sáng của những cơ may. Bất cứ nơi đâu chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng thấy có một khởi đầu, một cao điểm và một kết thúc. Đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đón nhận và sử dụng ân huệ ấy như thế nào là tùy chúng ta chọn lựa. Một khi đã trở thành cha mẹ, chúng ta đi vào một sự liên kết không bao giờ cùng. Chúng ta có thể nhìn vào chức năng làm cha mẹ như một chuỗi những nhiệm vụ phải thực thi hay như một cuộc hành trình đầy thú vị. Chúng ta hãy cử hành từng chu kỳ trong cuộc sống và hân hoan đón nhận sự mới mẻ của từng ngày và từng phút giây. Phần đông trong chúng ta sống giữa thế gian. Chúng ta không giam mình trong tu viện, để ngày đêm suy niệm và cầu nguyện. Cuộc sống của cha mẹ giữa thế gian là một lời cầu nguyện bằng đôi chân, là một cuộc suy niệm liên tục bằng cuộc sống mỗi ngày. Đây quả là một thách đố đối với các bậc làm cha mẹ. Họ phải sống đời nội tâm với những thực tại trần thế. Nhưng chính khi sống những thực tại đó một cách thâm sâu, họ sẽ cảm nghiệm được vô số phép lạ của đời thường. Dĩ nhiên, phép lạ không đương nhiên là những hiện tượng phi thường, mà chính là những giây phút thánh thiêng của cuộc sống thường ngày với con cái. Cha mẹ cảm nghiệm được phép lạ trong cuộc sống thường ngày hay không là tùy ở cái nhìn và thái độ mà họ phải có với con cái. Họ có thể chọn lựa giữa hai thái độ, hoặc là câu có giận dữ trước những thiếu sót, bất toàn và giới hạn của con cái, hoặc là tha thứ và đón nhận những lầm lỗi nhỏ bé ấy như thành phần dễ thương của cuộc sống gia đình. Nói như thế không có nghĩa là chủ trương để cho con cái sống bừa bãi, vô kỷ luật. Đúng hơn, cha mẹ cần có thái độ khoan dung và lạc quan trước những bất toàn của con cái. Một tác giả Mỹ viết như sau: nếu bạn hân hoan đón chào ngày đêm, thì cuộc sống sẽ tiết ra hương thơm như hoa cỏ đồng nội, và đó là sự thành công của bạn. Một thái độ hân hoan luôn bảo đảm một cuộc sống đầy sáng tạo và có sức vực dậy đối với người khác. Đó là một trong những món quà cao quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Mỗi ngày, vũ trụ mang lại cho chúng ta năng lực mới và vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở cho con cái về sức mạnh tinh thần luôn luôn mới mẻ ấy và khuyến khích chúng tiến tới trong cuộc sống với thái độ lạc quan ấy. Càng tin tưởng và lạc quan, chúng càng ít cảm thấy là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi chúng tin rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, với nguồn năng lực và những phép lạ đang chờ đợi chúng, con cái sẽ cảm thấy được giải thoát và làm chủ được cuộc sống của chúng. Hãy quên đi những vấp ngã của ngày hôm qua và hãy hân hoan đón chào ngày mới. Đó phải là tâm niệm của cha mẹ nếu họ thực sự muốn sống hạnh phúc và cũng muốn cho con cái họ được sống hạnh phúc. Nếu chúng ta xác tín rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, ý tưởng ấy sẽ giúp chúng ta và con cái chúng ta bắt đầu mỗi ngày với niềm tin tưởng rằng mọi sự đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Ý tưởng ấy cho phép chúng ta cảm nghiệm được những buổi chiều thanh thản, bình an
khi chúng ta biết rằng ngày mai đang chờ đợi chúng ta với vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở con cái rằng một ngày mới đang chờ đợi chúng. Do đó, chúng phải nhận ra vẻ đẹp của ngày mới, đón chào ngày mới với tất cả trân trọng và yêu thương. Mỗi ngày, mỗi khởi đầu đều mang lại cho chúng cơ may để sống hạnh phúc. Nếu cha mẹ luôn sống với nguyên tắc ấy, như là luôn sống với tinh thần lạc quan và tin tưởng, con cái họ sẽ hiểu và chấp nhận những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống như một thành phần cần thiết của sự trưởng thành. Chúng sẽ học tự nhủ, phải, hôm nay tôi đã thất bại, hôm nay tôi đã phạm nhiều lầm lỗi, nhưng ngày mai là một khởi đầu mới. Chúa cũng nhanh chóng tha thứ những lầm lỗi của tôi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, tôi đều có thể bắt đầu lại. Làm cha mẹ trước tiên là phải sống một cuộc sống quân bình. Nhưng làm thế nào để có được sự quân bình nội tâm? Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ phải tất bật với chúng. Từ chuyện chạy cơm chạy gạo đến chuyện săn sóc con cái, cha mẹ dường như không còn thì giờ cho mình. Thật ra, thì giờ dành cho con cái chính là thì giờ cha mẹ dành cho chính họ. Chính khi họ sống từng khoảnh khắc dành cho con cái, họ mới tìm thấy được sự quân bình trong nội tâm. Vấn đề không phải là có hay không có thì giờ dành riêng cho mình, mà chính là ý nghĩa của công việc mình làm trong khoảnh khắc ấy. Khi cha mẹ sống trọn cho con cái, thì đó là lúc họ tìm thấy được ý nghĩa của thì giờ. Mất của cải, người ta có thể tìm lại được bằng việc làm. Mất sự hiểu biết, người ta có thể tìm lại được bằng sự học hỏi. Mất sức khỏe, người ta có thể tìm lại được bằng thuốc thang. Nhưng thì giờ đã mất thì mất vĩnh viễn. Thì giờ duy nhất chính là giây phút hiện tại này đây. Theo những cuộc nghiên cứu mới đây, không làm việc, không hoạt động, nghĩa là không sử dụng thì giờ là nguyên nhân chính khiến cho con người phải hối tiếc lâu dài. Người La Mã ngày xưa đã khuyên, hãy bắt lấy ngày, nghĩa là hãy tận dụng mọi giây phút, hãy sống sung mãn từng khoảnh khắc, hãy vui thích với giây phút hiện tại, hãy tỉnh thức trọn vẹn với giây phút hiện tại, hơn là đắm chìm trong quá khứ hay lo nghĩ về tương lai. Cuộc sống nào cũng có những khó khăn và vấn đề của nó. Làm cha mẹ lại càng là một chức năng đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng cho dù phải trải qua bao cam go thử thách trong cuộc sống, cũng hãy đón nhận và trân trọng giây phút hiện tại. Ai đó đã để lại cho chúng ta bí quyết hạnh phúc như sau. Hãy xem người trước mặt ta là người quan trọng nhất. Hãy sống giây phút hiện tại như là phút giây quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Nếu chúng ta biết sống theo bí quyết ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Và đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho những người gần gũi với chúng ta, nhất là con cái chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây.